Sport TV Shop, nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam. Theo dõi được trận thi đấu. Khoảng một pha. Hương có một vị trí chính thức trong nội dung đánh tim. Đầu tiên của ban huấn luyện sẽ là Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tú và Đinh Anh Hoàng. Một phòng độ không được tốt. Vâng. Và đối giật rất... Còn lần này hai bốn tiếp tục là đi. Vòng pha vòng phở lích bóng không qua lưới. 8-9. Để cho Lê Đình Đức rút ngắn tỷ số trong cuộc đối đầu với Đoàn Bá Tuấn Anh. Rất hay. Wow. Vâng, Felix vào. Vâng. Chúng ta
Vâng, một. Vâng, lần này thì tới 3-2. Ba bốn. Chín bảy. Rất hay, rất hiểu nhau rồi. 13, 11. Bon bàn rồi, quả bóng may. Vâng, đánh bóng ra ngoài. Sport TV Shop số 15 ngõ 1, phố Đông Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sport TV Shop tự hào là một trong những nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam. Sport TV Shop đã khẳng định được sự uy tín của mình trong cộng đồng bóng bàn khi mang tới những sản phẩm dụng cụ bóng bàn chính hãng, đa dạng cùng mức giá vô cùng cạnh tranh. Tất cả sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, minh bạch, chính hãng từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Đặc biệt, khi ký khách hàng mua những sản phẩm bóng bàn tại shop là đã đóng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của bóng bàn Việt Nam, giúp cho kênh truyền thông Sport TV ngày càng phát triển.
có kinh phí để tham gia truyền thông trực tiếp các giải bóng bàn tại Việt Nam và thế giới. Đến với Sport TV Shop, các bạn sẽ tìm được cho mình những sản phẩm ưng ý và phù hợp nhất. Sport TV Shop, nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam.